Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Moises Caicedo từ câu lạc bộ Brighton với mức phí kỷ lục bóng đá Anh, 110 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi người Ecuador đổi ý chỉ muốn gia nhập Chelsea. Thương vụ tranh giành cầu thủ Caicedo giữa hai câu lạc bộ Liverpool và Chelsea diễn ra ngay trước cuộc gặp của hai đội trên sân Stamford Bridge ở vòng mở màn giải ngoại hạng Anh mùa năm 2023 đến năm 2024. Diễn biến của trận đấu cho thấy, cả hai đội đều rất cần sở hữu một tiền vệ phòng ngự đích thực. Liverpool sớm tạo ưu thế và có bàn mở tỷ số 1-0 của Luis Diaz ghi phút 18. Chelsea sau đó quật khởi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 do trung vệ Edson Disasi ghi phút 37. Kết quả hòa đều làm hài lòng cả hai huấn luyện viên Klopp, Liverpool, và Pochettino, Chelsea. Tuy nhiên, ông Pochettino có phần hài lòng hơn, khi Chelsea có nhiều khả năng sớm hoàn tất chiêu mộ tiền vệ Caicedo để củng cố đội hình. Chelsea đã chính thức đưa đề nghị mua Caicedo cho Brighton với mức phí kỷ lục mới, 115 triệu bảng cộng thêm các phụ phí. Họ đã lần lịch kiểm tra y tế, thương vụ Caicedo gia nhập sân Stamford Bridge hoàn tất ngay trong hôm nay 14 tháng 8. Caicedo ký hợp đồng với Chelsea có thời hạn đến tháng 6 năm 2031 và tùy chọn gia hạn đến tháng 6 năm 2032, nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết. Thị trường chuyển nhượng thật điên rồ, không có gì bí mật. Khi bây giờ chúng tôi phải tìm kiếm cầu thủ khác, huấn luyện viên Klopp nói về thương vụ Caicedo tưởng đã đến Liverpool nay lại gia nhập Chelsea sau trận đấu giữa hai đội. Đó cũng là điều mà mọi huấn luyện viên của Chelsea muốn và họ thường đạt được, Klopp nói thêm và ám chỉ chính sách chuyển nhượng của đối thủ là luôn trả giá rất cao để sở hữu bằng được cầu thủ mà huấn luyện viên muốn có. Ông cũng thừa nhận không có tin tức gì thêm về vụ Caicedo, xem như Liverpool dù hòa Chelsea 1-1 trên sân Stamford Bridge, nhưng đã thua đối thủ trong phi vụ chiêu mộ cầu thủ Caicedo từ Brighton.